không những là bên đây còn bên kia nữa nha anh chị. Nè, mình lia cho anh chị xem, không những bên đây còn bên kia nè, bên kia đường đó nó cứ dọc 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 như thế này thôi. Bao nhiêu một ba bó đó vậy em? Dạ, một bó thì 150. À, 150 hả? Có nhiều màu lắm anh con. À, ok, em là sinh viên hả? À, làm thêm, các bạn làm thêm hả? Hello anh chị, trên đường mình về nhà đó, mình thấy một cái cảnh tượng rất là hay, hoa tràn ra lề đường. Thì Sunny muốn ghi lại cái khoảnh khắc này cho anh chị các bạn xem, để anh chị các bạn so sánh Sài Gòn ngày nay và Sài Gòn ngày xưa nó như thế nào. Và hôm nay là 14 tháng 2 anh chị, hoa tràn ra lề đường. Và trước mặt anh chị đó là bồng binh Cộng Hòa. Phía xa xa hàng cây kia đó là con đường Hồng Thập Tự để về Thị Nghè. Đây là con đường Lý Thái Tổ, Hồng Bàng và con đường Trần Phú, xưa kia là Nguyễn Hoàng anh chị. Rồi hôm nay mình sẽ đi con đường Cộng Hòa nha anh chị. Xưa kia đó, xưa kia là đường Cộng Hòa và bây giờ nó là con đường Nguyễn Văn Cừ. Đối với con đường này thì anh chị chắc cũng có rất là nhiều kỷ niệm, có cái mái trường Petuki ngày xưa. Rồi thôi chúng ta đi nha, chúng ta đi cái hướng này là chúng ta sẽ về chợ Nancy nha. Và Sunny cũng muốn cập nhật cho anh chị một số cái hình ảnh rất là dễ thương, rất là hay. Thì đó anh chị không biết là như thế nào, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cập nhật cho anh chị với hình ảnh này. Một tay chạy và một tay cầm camera để ghi nhận một tí gì đó, ghi nhận gửi các anh chị và các bạn. Bán hoa, họ bày ra, họ bán. Và cái khu này sinh viên rất là nhiều, nên chính vậy họ bày ra đây thì một số thanh niên lớn mới lớn ra đây lựa một cái bó hoa để tặng cho người yêu, những cái hộp quà, những bó hoa hình trái tim, đúng là ngày tình yêu, cái rung động đầu đời. Bây giờ thì nó khác xưa. Hồi xưa Sunny khoảng 18 tuổi mà cầm tay các bạn học trong lớp mà phải cầm bằng cái que cây mà còn rung lẫy bẫy. Bây giờ thì nó khác rồi anh chị, khác xa lắm rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, rất là trân trọng những cái khoảnh khắc rung động đó. Kết hoa, cái giỏ hoa đó, người ta dăng ra như thế này nè. Ở đây là mấy em sinh viên làm thôi. Ở đây là 30.000 đó anh chị. 30.000 mãi vô. Dọc con đường này luôn. Đây, cái bó hoa tươi thắm. Bao nhiêu một bó đó vậy em? Dạ, một bó đi 150 hả? Ok, em là sinh viên hả? Làm thêm, các bạn làm thêm hả? Rồi anh chạy vòng xuống kia cái gì anh? Cái đó là quay phim đó hả? À, quay phim em. Rất là dễ thương. Tự nhiên mình nhìn hình ảnh này mình nhớ hồi xưa đi học sinh viên lên Sài Gòn đó. Cũng có những cái khoảnh khắc này. Hai em mua bay bánh đắt nha. 150.000 đó, những em sinh viên cái gì làm thêm thì cái đó cũng muốn đáng là trân trọng. Ra đời phải mạnh mẽ, cứ đi làm như thế mới hiểu được đồng tiền cha mẹ vất vả như thế nào. Hồi xưa thì sinh y cũng không có ấy đâu, nhưng mà khi mà đi lớn lên đi làm thì mình mới quý giá cái đồng tiền. Và Sinh y cũng không quên mình lia lại ngôi trường Lê Hồng Phong, hồi xưa là Bê Túc Ký anh chị. Những cái kỷ niệm xưa của anh chị. Kết hoa, những cái chậu dễ thương không. Xa xa thì những cái mái ngói của ngôi trường năm xưa của anh chị. Các em sinh viên, còn đây là bán thú ngồi bông, hàng này là hàng Trung Quốc thôi.
nhớ hồi xưa mới quen vợ, cũng ngày 14 tháng 2 cũng bon chen với đời, tặng một con chó tặng vợ. Cách này cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi anh chị. Kể cái đó cũng là một cái niềm vui, một kỷ niệm đẹp. Hồi xưa là vợ ôm con chó bông đó, bây giờ là bé Sunny trở thành là cái gói ôm của bé Sunny. Xương rồng, xương rồng rất là nhiều màu sắc, để Sunny lia xuống cho anh chị các bạn xem nha. Bày ra đường như thế này, thấy hình ảnh này quá đẹp, phải cập nhật ngay cho anh chị. Đâu phải lúc nào Sài Gòn cũng vậy. Cây xương rồng đầy đủ dạng màu sắc. Nếu mà chúng ta đi thẳng nữa thì chúng ta sẽ tới con đường Thành Thái. Này là con đường An Dương Vương, có trường Đại học Sư Phạm đó anh chị. Cứ dài. Đây là trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngay trường trung học rồi trường đại học nữa. Cái cụm đây là Đại học Cao đẳng Sư phạm. Cao đẳng Sư phạm, Đại học Sư phạm trên đường Thành Thái nữa. Nên chính vậy là đúng ngay điểm luôn. Đẹp quá. Những hình ảnh chân thật nhất của Sài Gòn ngày nay. Những là bên đây còn bên kia nữa nha anh chị. Nè, mình lia cho anh chị xem. Không những bên đây còn bên kia nè, bên kia đường đó. Nó cứ dọc như thế này thôi. Chắc lẽ làm đi về rồi, mình tới con đường Thành Thái phía trước mặt rồi. Nhưng mà cứ thôi, quay ngay lập tức cho anh chị xem. Mà cái này cũng là có cái nét đẹp của Sài Gòn. Nói chung là tùy theo cái cách nhìn của anh chị. Khi mà mình nhìn một sự việc gì đó, mình nhìn ra đẹp là nó sẽ đẹp anh chị. Thì lúc đó cái đầu óc mình nó sẽ vui tươi hơn. Bên kia nè, bên kia kìa, bên đây nè. Cái này là bán cái gì vậy? Bán cái hoa mà dạng như hoa giống như làm bằng những cái giấy bạc màu vàng. Đây nữa.
học sư phạm anh chị, cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm, hai ngôi trường đối diện nhau. Chúng ta sẽ chạy tới con đường Võ Tánh và Nguyễn Trãi. Còn nếu chạy thẳng là chúng ta ra chợ Năng Si. Xe hơi ngừng lại ngay giữa đường để mua hoa. Một hình ảnh thật đẹp. Đó, hình ảnh này đẹp nè. Nó cũng thể hiện cái nét của Sài Gòn ngày nay, bản số 62. Xanh đỏ tím vàng, đen nâu đỏ cam vàng, xanh lam tím xám trắng. Và xin đi không quên lia qua mé bên kia để anh chị xem bên kia đường. Trước mặt chúng ta đó là bên phải là đường Nguyễn Trãi để về quận 5, mấy bên trái là đường Võ Tánh, nay cũng là Nguyễn Trãi để chúng ta về chợ Thái Bình. Và bên kia cũng dọc cái dãy đường bên kia thì cũng người ta cũng bán hoa, dọc hai con đường này. Đây, Sunny cũng rất là vui cập nhật cái hình ảnh mới nhất cho anh chị các bạn, ngày 14 tháng 2, ngày tình yêu. Cũng là ngày vía ông Cần Tài, nó có một sự trùng hợp rất là lạ. Chúng ta sẽ lăn bánh để chúng ta về chợ Năng Si nha anh chị. Bây giờ chợ Năng Si thì cũng không còn nữa anh chị. Họ làm một con đường Nguyễn Văn Cừ để nối qua bên quận 7 nên cái chợ này được giải tỏa rồi. Nó giống như chợ Cầu Muối, chợ Cầu Lãnh vậy đó. Phía trước mặt đó là chợ Năng Si. Thôi mình quẹo qua đường Phan Văn Trị. Con đường Phan Văn Trị này, ngã tư trước mặt, mé bên tay trái thì chúng ta sẽ đi về cầu chữ Y qua quận 8. Con đường đó là con đường Nguyễn Biểu, mé bên tay phải thì chúng ta về Nguyễn Trãi. Sẵn tiện cập nhật cho anh chị con đường này, bữa nào chắc xin đi cũng đi bộ quay những cái con phố này. Có một vị khán giả cũng yêu cầu quay con đường Cộng Hòa và Phan Văn Trị, Nguyễn Biểu thì xin đi qua ngày mai thì xin đi sẽ thực hiện những yêu cầu đó anh chị. Hết những cái ngày lễ, khi mà qua năm thì có những cái ngày lễ thì hết rồi, xin đi sẽ thực hiện những cái điều đó gửi tới anh chị. Chúng ta sẽ quẹo con đường Trần Hưng Đạo, ở đây cái khu vực ngã tư bản Tú Ngòi Bông. Đạo để về hướng quận 5 đây. Đây, cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Nhưng đây cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, đặc biệt là tình yêu. Tình yêu muôn thở, tình yêu bất diệt anh chị. Chúc anh chị luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc. Các bạn trẻ luôn luôn say đắm bên nhau, cùng nhau chia sẻ những mặn nồng trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ like, share đến với những người mà chưa biết đến kênh Sunny Đòn, và đặc biệt đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được clip tiếp theo của Sunny nha. Thân ái, mến chào, hẹn gặp lại. Bye bye.